Đồng Hương thề bắt rời ghế lái sau án phạt nguội. Chưa đầy 24 giờ sau khi nhận án treo giò, huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Ja-hoon cũng rời ghế thuyền trưởng câu lạc bộ giải ngoại hạng Singapore SCL. Lãnh đạo câu lạc bộ Lyon City SCL xác nhận thông tin gây sốc sau thỏa thuận chia tay huấn luyện viên trưởng Kim Ja-hoon. Đồng Hương thề bắt vừa nhận án treo giò 3 trận, nộp phạt 2.000 đô la Singapore, hơn 34 triệu đồng vì hành vi bạo lực tại trận đấu ở SCL vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim đã hút đầu vào trợ lý huấn luyện viên Mustafid Farudin của câu lạc bộ Tampin Rovers gần cuối trận, dẫn đến sự cố bạo lực tiếp diễn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trợ lý Mustafid cũng bị treo giò 3 trận, nộp phạt 3.000 đô la Sing. Án phạt cấm bộ đôi này xuất hiện ở phòng thay đồ lẫn băng ghế chỉ đạo trong 3 trận đấu tiếp theo tại FCL. Theo tiết lộ của The Straits Times, câu lạc bộ đã tổ chức cuộc họp nhằm xem xét vị trí của huấn luyện viên Kim trước khi đi đến quyết định sa thải. Hai người đồng hương của Kim là trợ lý huấn luyện viên Myung Jae-yong và chuyên gia phân tích hiệu suất Kim Giang Quang cũng rời khỏi câu lạc bộ Sailors. Hiện tại, giám đốc kỹ thuật học viện Luka Lalit sẽ tạm dẫn dắt đội một thời gian. Sự chia tay đột ngột của huấn luyện viên Kim khiến nhiều cầu thủ sốc, bởi ông vừa giám sát buổi tập rồi phân tích chiến thuật từ video để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Giang Lyon vào ngày mai, ngày 13 tháng 8. Trước khi án phạt được ban hành, ông Kim đã lên tiếng xin lỗi các cầu thủ ngay sau trận đấu với Tampin. Lời ăn năn một lần nữa được ông bày tỏ sau khi các án phạt được đưa ra. Đội trưởng câu lạc bộ Sailors Harris Harun chia sẻ, thật buồn khi thấy Kim ra đi vì chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời dưới thời ông ấy. Chúng tôi đã giành được danh hiệu FCL và thi đấu tốt ở AFC Champions League. Đó là chiến dịch đầu tiên của chúng tôi. Với tư cách là những cầu thủ, chúng tôi phải biết ơn sự hướng dẫn và cố vấn của ông ấy, nhưng quyết định này là của đội bóng. Chúng tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Cựu tiền đạo tuyển Hàn Quốc Kim Ja-hoon là huấn luyện viên thứ hai dẫn dắt câu lạc bộ Lyon City Sailors kể từ khi đội bóng trở thành câu lạc bộ đầu tiên được tư nhân hóa của Singapore vào tháng 2 năm 2020. Kim tiếp quản ghế nóng từ người tiền nhiệm Aurelio Vidmer Úc rời đi vào tháng 4 năm 2021. Trong sự nghiệp của mình, cựu cầu thủ Kim cùng với câu lạc bộ Ulsan Hyundai đã vô địch Cúp FA Hàn Quốc 2017 và AFC Champions League 2020. Ông được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2021 theo một bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm và dẫn dắt Sailors vô địch FCL mùa trước. Sailors hiện đang đứng đầu bảng, hơn câu lạc bộ Albirex Niigata một điểm trong khi FCL còn 9 trận sẽ kết thúc mùa giải. Dưới triều đại của huấn luyện viên Kim, Sailors cũng là câu lạc bộ của Singapore có được màn trình diễn tốt nhất tại AFC Champions League khi kết thúc giải đấu với 7 điểm.